Từ trước đến nay, việc xây dựng cầu đường luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc. Không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, nhiều công trình cầu đường của Trung Quốc còn mang lại ý nghĩa chiến lược, đóng vai trò không nhỏ trong việc phát triển nền kinh tế nội địa. Dự án kênh đào nhân tạo lớn nhất trên thế giới đang được Trung Quốc xây dựng sẽ đi vào hoạt động trong năm 2026. Đây được xem là quân bài chiến lược của Trung Quốc cho việc xích lại gần các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Trung Quốc có truyền thống xây dựng cầu đường từ thời xa xưa để tạo sự kết nối, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, tài sản. Nhưng rất ít các kênh đào được xây dựng vì cần tới một lượng lớn lao động và đặt ra những thách thức lớn đối với công nghệ và kỹ thuật. Hơn 2.200 năm trước, ở triều đại nhà Tần, Tần Thủy Hoàng đã cho xây dựng kênh Linh Cừ dài 36,4 mét để đưa các binh lính chinh phục các bộ lạc từ phía Nam và mở rộng lãnh thổ. Dự án của Hoàng đế Tần Thủy Hoàng kết nối sông Tương ở tỉnh Hồ Nam, một nhánh của sông Dương Tử dài 6.300 km với sông Ly ở Quảng Tây, phía Nam của Trung Quốc. Đến thời nhà Nguyên cách đây 700 năm, Trung Quốc đã hoàn thành kênh Đại Vận Hà với tổng chiều dài là 1.800 m, nối trung tâm thương mại Hàng Châu ở phía Đông với thủ đô Bắc Kinh. Kể từ đó cho tới ngày nay, chưa có con kênh nào khác quy mô lớn hơn được xây dựng ở Trung Quốc. Là dự án quốc gia trong thời đại mới, việc xây dựng kênh đào Bình Lục trở thành một trong những trọng tâm trong công cuộc đổi mới đất nước, phát triển kinh tế tương lai của Trung Quốc. Cuộc họp mới đây của Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 14 của tỉnh Quảng Tây cho biết việc xây dựng dự án kênh đào Bình Lục đang diễn ra suôn sẻ. Tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2023, dự án kênh đào Bình Lục bước đầu đã tiêu tốn hơn 19 tỷ nhân dân tệ với 13.187 nhân viên lao động và quản lý tại chỗ, 4.721 máy móc thiết bị lớn và 88.485 triệu mét khối đất đá đã được đào. Kênh đào Bình Lục hiện là kênh đào lớn đầu tiên kết nối sông với biển được xây dựng kể từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập và được thay nghén cách đây hơn 100 năm. Đây còn là dự án chính của chiến lược Hành lang Thương mại Đất liền Biển Quốc tế mới và là dự án mang tính bước ngoặt giúp cải vận và khơi nguồn kinh tế tỉnh Quảng Tây. Vào tháng 8 năm 2022, Trung Quốc đã chính thức khởi công xây dựng dự án kênh đào Bình Lục, kênh đào lớn nhất của Trung Quốc sau 700 năm kể từ khi kênh đào thế kỷ Đại Vận Hà được xây dựng. Dự án kênh đào Bình Lục có chiều dài là 135 km, với giá trị lên tới 72,7 tỷ nhân dân tệ, 10,1 tỷ USD. Kênh đào này bắt đầu từ hồ chứa Tây Tân ở thành phố Hoành Châu và kết thúc ở huyện Linh Sơn, thành phố Khâm Châu. Sau khi hoàn thành, kênh đào Bình Lục sẽ là kênh đào nhân tạo lớn nhất trên thế giới, nối liền sông với biển với tổng khối lượng đào đắp hơn 339 triệu mét khối. Kênh đào Bình Lục không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển khu vực biên giới phía Tây Nam của tỉnh Quảng Tây mà còn chứng tỏ được kỹ thuật xây dựng tiên tiến và tư duy chiến lược của Trung Quốc trong bối cảnh địa chính trị đang thay đổi mỗi ngày. Giá trị thực tiễn của dự án kênh đào Bình Lục rất đáng để mong đợi. Kênh đào Bình Lục sẽ giúp gắn kết chặt chẽ thị trường của Trung Quốc với các quốc gia Đông Nam Á. Dự kiến sẽ có 108 triệu tấn hàng hóa được vận chuyển qua kênh đào Bình Lục vào năm 2035 và 130 triệu tấn vào năm 2050. Kênh đào Bình Lục cho phép các tàu container hoặc tàu chở hàng đi từ thành phố Nam Ninh đến Việt Nam, Malaysia, Singapore, Indonesia và các nước Đông Nam Á khác trong vài tuần. Kênh đào Bình Lục cũng kỳ vọng là sẽ giúp Bắc Kinh thực hiện hóa tham vọng biến khối ASEAN, vốn đã là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc, trở thành chìa khóa để chống lại ảnh hưởng của Mỹ. Thương mại hai chiều Trung Quốc-ASEAN đã tăng 52% trong giai đoạn năm 2019 đến năm 2022, vượt xa mức tăng 20% của Liên minh châu Âu-Trung Quốc. Kênh đào Bình Lục sẽ cải thiện kết nối cơ sở hạ tầng song phương, cho phép Quảng Tây có liên kết toàn diện với các thị trường Đông Nam Á thông qua đường bộ, đường sắt, hàng không và đường thủy. Hiện tại, hàng nghìn công nhân, kỹ sư của Trung Quốc đang thi công ngày đêm để kịp hoàn thành dự án vào năm 2026. Ở thời điểm hiện tại, hàng hóa từ miền Tây Trung Quốc phải đi qua sông Si và sông Châu Giang mới đến được Quảng Châu và Hồng Kông. Khối lượng đất đá được đào để xây kênh đào Bình Lục lớn gấp 3 lần so với đập Tam Hiệp. Kênh đào Bình Lục sẽ có 3 hệ thống khóa nước hiện đại, được kỳ vọng sẽ giữ được nhiều hơn khoảng 60% lượng nước so với các hệ thống khóa truyền thống. Ngoài ra, theo một số nguồn tin, hệ thống khóa nước của kênh đào Bình Lục có thể mở khóa trong vòng 1 phút và đóng trong vòng nửa phút. Để chống xói mòn do nước biển, các khối bê tông sử dụng trong 3 hệ thống khóa nước của kênh đào phải được đảm bảo để có thể tồn tại hơn 100 năm. Sau khi hoàn thành, kênh đào Bình Lục sẽ trở thành tuyến đường ra biển ngắn nhất, tiết kiệm nhất và thuận tiện nhất ở phía Tây Nam Trung Quốc. Dự kiến kênh đào Bình Lục sẽ vận chuyển 108 triệu tấn hàng hóa vào năm 2035. Hàng hóa đường thủy từ Quảng Tây, Vân Nam và Quý Châu đi ra biển từ Vịnh Bắc Bộ sẽ ngắn hơn khoảng 560 km so với đi tới cảng Quảng Châu. Nhờ đó, chi phí vận chuyển sẽ tiết kiệm hơn 5,2 tỷ nhân dân tệ, khoảng 725 triệu USD mỗi năm. Ngoài việc trở thành mắt xích quan trọng cho việc phát triển nền kinh tế Quảng Tây, kênh đào Bình Lục sẽ còn giúp tạo ra hành lang đất liền, biển phía Tây và kết nối Trung Quốc với Singapore, Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á khác. Nó sẽ cho phép các tàu container hoặc tàu chở hàng rời từ Quảng Tây đến Việt Nam, Malaysia, Singapore, Indonesia và các nước Đông Nam Á khác trong vài tuần. Từ đó, kênh đào Bình Lục sẽ giúp đa dạng hóa sự hội nhập của ngành sản xuất, chế tạo và xuất khẩu, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các thành phố dọc tuyến đường, cải thiện kinh tế tổng thể của khu vực. Kênh đào này sẽ hứa hẹn là gắn kết chặt chẽ với nhau trong thị trường giữa Trung Quốc với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Bên cạnh đó, các nhà khoa học Trung Quốc cũng nghiên cứu dự đoán nước biển sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các địa điểm tưới tiêu của người dân địa phương sau khi kênh đi vào hoạt động. Bất chấp những tiềm năng về kinh tế mà kênh đào Bình Lục mang lại, một số chuyên gia Tổ chức Bảo vệ Môi trường của Trung Quốc đã đặt câu hỏi về tác động sinh thái của kênh đào. Vào tháng 6 năm 2022, Tổ chức Phát triển Xanh và Bảo tồn Đa dạng sinh học Trung Quốc khẳng định những tác động tiêu cực của dự án kênh đào Bình Lục đối với hệ sinh thái, đặc biệt là đa dạng sinh học, là điều không thể chối cãi. Những nguy cơ như là cô lập hoặc phá hủy môi trường sống tự nhiên, biến đổi sinh thái của khu vực, ô nhiễm từ những con tàu chở hàng đều có thể ảnh hưởng đến tự nhiên. Báo cáo đánh giá tác động của kênh đào Bình Lục đối với môi trường chỉ ra rằng kênh đào này sẽ đi qua 849,18 ha đất nông nghiệp, 16,56 ha rừng phi thương mại và 13,9 ha rừng ngập mặn. Trong khi đó, kênh đào này sẽ được sử dụng chủ yếu để vận chuyển than, khoáng sản, xi măng, ngũ cốc, vật liệu xây dựng, có thể gây ra những tác động không thể tránh khỏi lên các hệ sinh thái mà nó đi qua. Ngoài ra, dự án cũng đe dọa nguồn nước ngọt của lưu vực và làm trầm trọng thêm tình trạng lũ lụt trong khu vực. Bên cạnh môi trường, nhiều chuyên gia cho rằng hệ thống kênh đào Bình Lục không mở khóa được toàn bộ lợi ích kinh tế cho khu vực ASEAN. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng hiệu quả là một sự phát triển đáng hoan nghênh, tuy nhiên, bản thân nó không thể tự tạo ra sức mạnh thương mại. Nền kinh tế Trung Quốc lớn hơn nhiều so với bất kỳ nền kinh tế đơn lẻ nào trong ASEAN. Điều đó có thể dẫn đến các mối quan hệ thương mại không cân bằng và không bền vững. Không chỉ khơi thông hệ thống giao thông đường thủy, Trung Quốc còn tích cực kết nối với các quốc gia Đông Nam Á thông qua hệ thống đường sắt. Vào năm 2021, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc chính thức thi công tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào dài 414 km. Đây là dự án thuộc BRI đầu tiên được hoàn thành tại Đông Nam Á với tham vọng kết nối thành phố Côn Minh thuộc Vân Nam Trung Quốc với cả Lào. Tuyến đường sắt cao tốc Trung Quốc-Lào có thể giúp tăng lưu lượng mậu dịch giữa hai quốc gia từ 1,2 triệu tấn vào năm 2016 lên 3,7 triệu tấn năm 2030. Thời gian di chuyển bằng tàu từ Viêng Chăn tới Bhutan cũng giảm xuống chỉ còn 4 tiếng so với 15 tiếng nếu đi bằng ô tô như trước đây. Tham vọng xây dựng đường sắt cao tốc của Trung Quốc tại Đông Nam Á không dừng lại ở Lào. Theo kế hoạch về tuyến đường sắt xuyên Á dài 5.500 km, Trung Quốc cũng đã lên kế hoạch mở đường sắt cao tốc dọc theo Thái Lan, Malaysia đến Singapore. Trung Quốc còn tăng cường hợp tác xây dựng các tuyến đường sắt cao tốc tại Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan và Indonesia. Vào tháng 10 vừa qua, tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên Đông Nam Á ở Indonesia đã được khai trương. Tuyến đường sắt cao tốc dài 138 km là một phần của sáng kiến vành đai và con đường, phần lớn được tài trợ bởi các công ty nhà nước Trung Quốc với tổng giá trị lên tới là 7,3 tỷ USD. Các đoàn tàu cao tốc sẽ di chuyển với tốc độ khoảng 350 km/h, giúp giảm thời gian đi lại giữa thủ đô Jakarta và tỉnh Bandung từ 3 giờ xuống dưới chỉ còn 1 giờ. Hy vọng, kênh đào Bình Lục cùng các tuyến đường sắt cao tốc mới sẽ giúp Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á xích lại gần nhau hơn, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng, trong khi tốc độ phục hồi kinh tế quốc tế lại chậm chạp. Còn bạn nghĩ sao về câu chuyện ngày hôm nay? Hãy cho mình biết về cảm nhận của mọi người ở bên phía dưới và bình luận nhé! Và nếu bạn thích video này, hãy nhấn like và đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón xem những video hấp dẫn mới trên kênh HNTV News. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!